là mình đây, Nguyên Cun. Và ngày hôm nay Nguyên đã có nương. Các bạn có bao giờ tự hỏi có nương chúng ta sẽ phản gì đầu tiên không? Cùng giải đáp vấn đề này với Nguyên nhá. Đi thôi Phương ơi, nếu có lương thì Phương sẽ làm gì đầu tiên? Đưa cho vợ. Nếu mà muốn. Đáng phò. What? Tao đi chơi gái không cần bao. Mình đâu biết làm sao. Có lương anh sẽ làm gì đầu tiên? Trả lương. Còn gì nữa? Trả lương xong hết lương rồi. Tìm tên nếu là được. Dũng ơi, Dũng đã mua gì, làm gì đầu tiên khi nhận lương? Đưa một người bạn đi ăn. Bạn gái. Chưa phải. Bạn trai. Đầu tiên mình làm sau khi nhận lương đó là làm một cái bữa ăn thật ngon với cả người mà mình quý mến. Really nigga. Mất bao nhiêu tiền? 500 nghìn. Đấy là mình làm đấy là mua những cái vật dụng mà mình mấy hôm nay mình chưa có tiền để mua, chưa có thời gian, chưa có gì để mua. Bác còn xuống. Tiếp theo mình mua là một cái loa Sony và một cái tai nghe. Và tiếp theo mình làm nữa là đi ăn gà tinh. Có lương. À có lương rồi. Thảo làm gì đầu tiên? Đây là cái gì? Mỹ phẩm, con gái bạn phải có ấy. Thế nhá, thường thì con gái có lương sẽ mua mỹ phẩm, còn mua gì nữa? Mua mỹ phẩm thế này cũng hết lương rồi đó. Từng ngày, hết lương. Nếu mà có lương thì muốn mua cái gì hoặc muốn làm gì luôn không? Để thỏa cái cơn ước muốn của mình ấy. Được tiền tính chào. Được tiền ông lấy chồng. Anh Long ơi. Anh Long. Có lương rồi, việc đầu tiên anh làm là gì? Lương rồi. Chủ nợ lấy hết rồi. Hình như em thấy anh có cái gì mới. Đây, lương của anh đây. Đã có lương rồi, em tiêu tiền vào cái vấn đề gì đầu tiên? Em làm gì có lương? What the hell? Tại sao? Tập sinh làm gì có lương? Chị Thảo Anh. Hôm nay đầu có bếp mà sao lại hỏi? Có lương rồi đúng không? Ừ. Chị đã tiêu cái gì đầu tiên khi đã có lương? Trả nợ nhá. Trả nợ nhá. Thực ra từ lúc có lương đến giờ không làm gì ngoài trả nợ. Cả cuộc đời để chỉ là nợ. Ừ nhá, dùng cả tuổi thanh xuân để trả nợ ngân hàng nhá. Bốc bắt họ, anh em là bốc bắt họ đây.